xưa có một chàng cực kỳ đẹp trai, một bức tranh đẹp đẹp đến nỗi người khác đau lòng. Chàng họ Lê, đệm là Đức, tên là Lê Đức Anh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Đức Anh và năm nay mình 20 tuổi, đến từ thủ đô Hà Nội. Mình nghĩ rằng vòng thi gala này chính là đích đến cuối cùng dành cho tất cả những thí sinh trong cuộc thi Việt Nam Idol. Và mình chỉ có hai từ thôi, đó chính là tỏa sáng. Mình có ba từ này, đó chính là rất cẩn thận. Mình tin rằng tất cả những gì mình thể hiện sẽ giúp cho tất cả các bạn khán giả hài lòng và thật là tuyệt vời. Mình có bốn từ rồi, đó chính là tự tin và lôi cuốn. Mình hy vọng rằng mình sẽ thể hiện hết mình và bốc cháy trên sân khấu của Việt Nam Idol. Mình đã có 5 từ, đó chính là nhiệt tình và hát hết mình. Mình hy vọng rằng mình sẽ xứng đáng trở thành đại diện của thế hệ trẻ chinh phục ngôi vị đỉnh cao Việt Nam Idol. Và tất cả mọi người thân mến, nếu như mọi người cảm thấy rằng mình xứng đáng trở thành chủ nhân của Việt Nam Idol, hãy nhấc điện thoại lên và bình chọn cho mình Forget Me Not, xin đừng quên tôi.